Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cơ Sở 8. Video ngày hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt, bởi vì đây sẽ là video cuối cùng trong chuỗi series Top 20 Game NFT Play to Earn. Chúng ta đã cùng đi với nhau một chặng đường khá là dài rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cùng Jenny bắt đầu video nhé. Ok, trước khi bắt đầu video thì Jenny rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn bằng cách chúng ta có thể tham gia group 68 Gaming. Đây là group official, là group duy nhất và chính thức của Cơ 68 về cộng đồng gaming ha. Group Telegram này thì các bạn có thể join vào, đặt những câu hỏi hoặc là tham gia kênh thông báo. Đây, các bạn có thể để notice, để thông báo, để xem những cái thông báo mới nhất của những admin 68 Gaming, những cái infographic, những cái bài review, v.v. Ok, và ngày hôm nay thì mình hãy cùng nhau đi qua những game cuối cùng trong chuỗi series ngày hôm nay. Trên này sẽ bắt đầu ngay với game số 19, đó là Night Chronicles. Ok, thì trước khi bắt đầu các bạn lưu ý đó là game Night Chronicles này chỉ available ở trên Windows thôi. Các bạn vào website các bạn có thể thấy chữ download này chỉ dành riêng cho hệ điều hành Windows. Cho nên lát nữa mình sẽ thử download và trải nghiệm game ở những cái máy bên trong kia. Về tiếp theo thì mình đánh giá là giao diện game khá là đẹp. Design mọi thứ, website, tất cả mọi thứ trong game khá là chỉnh chu và đẹp. Tuy nhiên thì bản thân mình có một cái trải nghiệm không tốt lắm đối với cái game này. Câu chuyện chi tiết như thế nào thì lát nữa các bạn có thể xem sâu hơn. Không biết là mình có làm sai ở bước nào không, các bạn xem xong có thể comment bên dưới cho mình biết là mình đã làm sai ở step nào, hoặc là tại sao mình không có được một cái trải nghiệm tốt đối với game Night Chronicles này. Tiếp theo nữa đó là các bạn cần phải có một cái invitation code, tức là một cái mã mời để có thể đăng ký tài khoản và chơi được cái game này. Thì đây là một trong những cái mã mời các bạn có thể thử. Mình sẽ dán cái mã code này ở bên dưới. Bạn nào mà muốn trải nghiệm game thì có thể copy paste cái mã mời này vào và chúng ta tham gia game nha. Ok các bạn, thì đây là giao diện của game Night Chronicles. Để lát nữa mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện liên quan đến game này. Bây giờ mình sẽ thử demo vài thứ trước. Rồi mình sẽ bấm start nha. Ok, thứ nhất là cái game này verifying transaction rất là lâu, làm cái gì cũng verifying hết, cho nên là mình cảm thấy việc chờ đợi nó mất kiên nhẫn của mình rất là nhiều. Thứ hai đó là khi mà các bạn đăng ký game này á, nó phải xác minh rất nhiều thứ. Thứ nhất đó là bạn phải có tài khoản Twitter, xong rồi bạn phải authorize tài khoản Twitter của mình. Sau đó là bạn cần phải có một cái mã mời, và cái mã mời này thực ra không phải ai cũng có, mà các bạn phải có một người khác đã chơi game này rồi thì họ mới xuất ra được một cái mã mời và gửi cho bạn thì bạn mới chơi được. Và mình thì cũng đâu có quen ai chơi game này đâu, cho nên là mình đã phải đi tìm khắp trên mạng, tìm Reddit, tìm Facebook, tìm WeChat, tìm tất cả mọi thứ để tìm ra được 7749 cái mã mời, và mình để nhập thử vào xong rồi không được cái này, hết hạn cái kia, hết hạn sử dụng. Sau đó là cuối cùng mình đã tìm ra được cái thứ 80, đó là mình enter cái mã code đó vào đây rồi mình mới download game, mình mới chơi được. Mình không biết là mình có làm sai chỗ nào không, nhưng mà thật sự chơi game này nó rất là cực các bạn. Cực cái khâu chuẩn bị, xong rồi mỗi lần verifying transaction rất là lâu, cho nên là mình không thích cái game này lắm. Ok, sau thời gian chờ đợi thì các bạn có thể thấy là nó đã chạy rồi. Và game thì nhân vật sẽ tự đánh như thế này. Sau khi mà thắng xong thì nó sẽ thưởng reward cho các bạn. Nhưng mà nói chung là không cần tốn quá nhiều sức lực, nó sẽ tự đánh. Ok, vậy thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái màn hình sau khi mà đánh xong nha. Đây, sau khi mà đánh xong thì nó sẽ đây, nó sẽ được thưởng kinh nghiệm. Sẽ được thưởng kinh nghiệm và được thưởng vật phẩm. Nói chung là game khá là đơn giản, nhưng mà mình phải chờ đợi rất là lâu, xong rồi nó phải verify transaction và đăng ký tài khoản cũng rất là mệt. Cho nên là đó là một điểm trừ của mình cho game Night Chronicles này. Game số 20 đó là Blank Cost. Game này là free to play và chỉ available ở trên hệ điều hành Windows thôi, cho nên là lát nữa mình sẽ download về một trong những máy Windows bên trong kia và mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem. Về website thì phải nói là giao diện rất là đẹp, chơi game cực kỳ mượt luôn. Và đây là một trong những game phải nói là từ website đến game đến Twitter, social media cực kỳ chỉnh chu, là một trong những game chỉnh chu nhất trong tất cả những game mà mình đã trải nghiệm về game NFT á, thì đây là một trong những game chỉnh chu và đẹp nhất. Phải nói là như vậy, rất là đẹp, rất là mượt luôn. Bên cạnh Axie Infinity, tất nhiên đối với mình thì Axie vẫn là nhất, nhưng mà Blank Cost cũng là một game rất là chỉnh chu, rất là đẹp nha các bạn. Thì có một câu hỏi đặt ra, đó là làm sao để kiếm tiền được khi mà chơi Blank Cost Party. Thì bạn có thể đọc ở trong phần này.
đó là họ sẽ provide player, tức là sẽ cho mình những cái free party pass. Free party pass nó sẽ bao gồm những cái NFT, và cái party pass này nó sẽ là seasonal, tức là sẽ theo mùa, sẽ theo những dịp nhất định thôi. Và mình complete, tức là mình sẽ hoàn, nếu mà mình hoàn thành được hết tất cả những cái challenge, những cái thử thách ở trong party pass, nó sẽ reward cho mình, nó sẽ trả thưởng cho mình bằng NFT. Có 3 loại thử thách, đó là theo ngày, theo tháng và theo ngày, theo tuần và theo seasonal, tức là theo mùa vụ và tùy dịp á, tùy dịp nhất định. Nếu như mà hoàn thành hết những cái thử thách ở trong Party Pass thì nó sẽ mở khóa là unlock cho các bạn một lượng nhỏ Blanco Bucks và những cái NFT, những cái item NFT. Và sau khi có item NFT này, các bạn có thể lên Marketplace để các bạn trao đổi, các bạn giao dịch. Đây là cái Mythical Marketplace. Các bạn lưu ý là để vào đây thì mình phải đăng nhập, và đăng nhập bằng account, bằng tài khoản của Blancos. Tài khoản của Blancos thì các bạn chỉ cần tạo bằng bằng email thôi, không cần phải kết nối ví gì hết. Rồi sau đó sẽ cài đặt 2FA xong bạn mới vào được cái trang Mythical Marketplace này. Thì ở đây họ bán những cái con này được gọi là con Blancos với giá... Trời, mắc dữ. Wow. Đó, những con Blancos và những cái item, những cái phụ kiện. Thì theo mình đọc được thông tin là trang này vẫn đang... gọi là vẫn đang hoàn thiện, cho nên là trong thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều update mới, nhiều những cái tính năng ra hơn đối với cái play to earn mechanism này và đối với marketplace của Blancos nữa. Cho nên là các bạn nhớ theo dõi các kênh social media của Blancos để update thêm. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm game Blancos cho các bạn xem nha. Ok các bạn, và đây là giao diện của Blancos. Chúng ta sẽ download về và chúng ta bấm chơi nha. Mình nhớ là không cần phải tạo ví MetaMask hay là kết nối gì cả. Chỉ cần đăng ký email, tài khoản là cài đặt mật khẩu thôi là chúng ta sẽ chơi game được rồi. Và game này thì cũng không cần phải nạp tiền luôn. Đây là cái Mythical, thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái Marketplace của Mythical, nơi mà chúng ta sẽ mua bán, trao đổi Blancos và những thiết bị và những cái NFT khác. Thì mình đánh giá là game này khá là mượt, đồ họa giao diện rất là dễ thương, mượt, chơi cũng không bị lag nhiều. Nhưng mà mình mới chơi cho nên mình chưa quen, thì mình sẽ demo cho các bạn xem thử cái giao diện rồi cái trải nghiệm chơi là chính, chứ không phải là chơi kiểu để thắng hay để pro gì hết nha. Rồi thì nó sẽ hiện ra cho các bạn cái giao diện như thế này. Các bạn có thể dùng chuột để xem xung quanh đây, và nó sẽ tặng cho bạn một con Blancos màu đỏ miễn phí. Cái này là miễn phí nha. Và để di chuyển thì chúng ta sẽ dùng AWSD, khá là mình nghĩ là khá là giống game PUBG. Rồi thì các bạn có những cái sấm sét này nè, thì lúc nãy mình đã ăn hết sấm sét rồi cho nên nó không hiện ra cái màu hồng nữa. Thì các bạn thử xem có những chỗ nó hiện ra sấm sét màu hồng thì mình sẽ đi và mình ăn những cái sấm sét đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi xung quanh mình xem nha. Ở đây là những cái hố nhìn rất là dễ thương. Còn con này được gọi là con Blancos. Mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn xem nha. Và nè, mình sẽ ăn được những cái sấm sét. Đi vòng vòng thử nha. Coi chừng bị té, nếu mà các bạn té xuống cái vực là các bạn sẽ bị u đầu, rồi sẽ phải chơi lại từ đầu đó. Rồi xung quanh cũng không có gì nhiều, mình sẽ đi xuống cái hố nha. Wow, finding a party, đi tìm một bữa tiệc. Nhìn dễ thương. Con này mình cảm giác giống như là con Beric kết hợp với cái đầu của Marshmallow. Cũng không hẳn, nhưng mà nó khá là giống con Beric. Con này mà làm kiểu cái nói chung là con Blancos này mà không bán NFT mà bán vật phẩm thiệt á, trưng bày nhìn cũng rất là dễ thương đúng không? Rồi đây là cái party. 321 go, mình sẽ bước qua cái này. Chúng ta sẽ dùng nút space để nhảy nha. Ơi, đừng bị mình bị rớt xuống, là sẽ bị u đầu và sẽ phải chơi lại từ đầu. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đó bị u đầu. Rồi, phải chơi lại từ đầu. Ok. Ok, giờ mình mới biết nhấp 2 lần space là nó sẽ bay cao hơn. Ok, mình đã hiểu rồi. Mình là một người chơi game không hề giỏi một chút nào. Bước vào đây có gì không? Không có gì hết. Rồi, đi tiếp. Giao diện game rất là mượt nha. Giao diện game rất là mượt ha. Đây là gì? Oh wow, là mình sẽ phải nhảy lên và mình ăn những cái mũi tên ở trên này, sau đó mình đi lên đỉnh đúng không?
Ok, đó, thì sơ sơ cho các bạn giao diện của game sẽ là như vậy. Và mình đánh giá là game rất là mượt, thật sự game rất là mượt và dễ thương nha. Dễ thương quá, game rất là mượt và dễ thương. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã review xong hai game, đó là Nine Chronicles và Plankos. Thì đây là thuộc những game mà đã có game launching rồi nhưng mà chưa có token launching. Còn một loại cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trước khi kết thúc cái series chuỗi video này, đó là những loại mà chưa có token và cũng chưa có game luôn. Trừ một con, đó là con Dragonary. Thì con Dragonary mới ra hôm qua là ngày 8. Nó mới ra hôm qua là ngày 8 tháng 9 thì mình mới update vào đây rồi. Đó là đã có bản beta của game và cũng đã có ticker, là có token của nó luôn. Thì đây là một con trong trường hợp ngoại lệ nha. Còn những con ở bên dưới này, đến thời điểm hiện tại theo mình được biết là chưa ra game cũng như là chưa ra token. Thì các bạn có thể bấm vào cái link file Excel này bên dưới, các bạn tìm đọc website cũng như là tìm đọc những bài viết của Co68 cho những con game này. Trong số 10 con game mà mình đã list ra, theo mình 10 con game này là 10 con game nổi bật nhất của những bạn của những game mà chưa ra token cũng như là chưa ra game. Thì bạn nào mà muốn đi săn tìm hidden gem hay là muốn update thêm, theo dõi thêm những thông tin của những con này, thì mình nghĩ các bạn nên lưu ý đến top 10 con sau đây, gồm có Dragonary, Step Hero, Defy Warrior, GameFi, GameFi, Cabby Arena, Star Atlas, Project Seed, Defy Land, Theta Arena và Go Fever. Trong đó có 3 con mình in đậm là mình nghĩ 3 con này thuộc dạng khá là xịn. Theo mình thì khá là xịn và mình sẽ update nhiều hơn thông tin của 3 con này, đó là Star Atlas, Defy Land và Go Fever. Thì các bạn có thể comment bên dưới trong 10 con này các bạn muốn mình review chi tiết hơn về con nào, đánh giá dự án hoặc là làm cách nào để mình có thể đánh giá một dự án có tiềm năng hay không. Thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm thêm nhiều video về chủ đề đó chẳng hạn. Ok, và ngoài ra thì mình sẽ tặng các bạn link tư liệu đọc thêm, ví dụ như là top 5 game NFT hoặc là NFT là gì, hoặc là những dự án đáng chú ý thì các bạn có thể đọc trong những bài viết của Co68. Mình sẽ tặng các bạn một cái khung box thì ở bên dưới file Excel bạn có thể tìm đọc nha. Ok, và ngoài ra cho những bạn nào mà chúng ta muốn đọc nhanh hơn, chúng ta muốn đọc nhanh hơn và muốn biết những cái hệ sinh thái nó nhiều hơn, thì bạn có thể vào Twitter của Kairos Ventures. Đây tụi mình đã làm những cái infographic về top gaming projects, là top những dự án gaming ở trên Binance Smart Chain, chẳng hạn nhiều chain khác nhau nha. Ở đây đang là Binance Smart Chain. Thì màu xanh là ready to play, tức là đã sẵn sàng để chơi rồi, có game chơi rồi. Và màu đỏ là developing, tức là chưa có ra game, đang phát triển. Thì đó có rất là nhiều game như CryptoPlate, Smidify Pet, vân vân. Hoặc là những chain khác như là Ethereum nè. Mình có Ethereum, có Binance Smart Chain, có Polygon, Flow, có NG, có Solana và Wax. Đó, thì đây là những thông tin rất là chi tiết và rất là hữu ích ở trên Twitter của Kairos Ventures. Các bạn có thể tìm đọc tại Twitter của Kairos Ventures và nhớ cho tụi mình một follow ở trên đây luôn nha. Ok các bạn, như vậy là mình đã cùng các bạn đi qua một chặng đường khá là dài với nhau. Tụi mình đã cùng đọc thông tin, cùng review, cùng chơi thử một số game NFT mà mình đã liệt kê ra ở trong cái list. Thì tất nhiên là mình sẽ không thể nào cover hết được tất cả các dự án game NFT trên thị trường. Vẫn còn rất là nhiều thiếu sót về những dự án, về những game vân vân. Thực ra thì mình biết những thông tin đó, nhưng mà mình sẽ chỉ pick ra một số dự án mà mình quan tâm để mình put vào trong danh sách này thôi. Thì các bạn nào mà muốn mình review thêm về những game khác, những dự án đã ra rồi, chưa ra, hay là bất kỳ một thông tin nào đó, các bạn hãy comment bên dưới video clip này thì mình sẽ đọc từng comment một để xem các bạn yêu cầu nhiều về dự án nào, hoặc là các bạn thắc mắc những thông tin nào thì mình sẽ gom hết lại và giải đáp, cũng như là quay thêm những review dự án khác trong những video tiếp theo của Co68. Ok, thì cảm ơn các bạn rất rất nhiều đã đồng hành cùng với mình trong cái series chuỗi 20 NFT Gaming. Các bạn đừng quên đó là chúng ta hãy mở cái file Excel, mở tài liệu ra chúng ta đọc, có những cái bài viết rất là bổ ích và đầy đủ thông tin cho các bạn đọc. Đừng để người khác lừa đảo hoặc là dụ dỗ bạn tham gia một cái gaming nào đó không có chính xác nguồn gốc, không có rõ nguồn gốc, thì gì đó là điều nên tránh ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Co68 và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Jenny và đội ngũ Co68 bằng cách bấm nút like, subscribe cũng như là bấm một cái chuông nhỏ ở bên cạnh chữ Co68 TV để mình theo dõi tiếp những video tiếp theo của tụi mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you and bye bye.